cái cổng La Hán khá đẹp, dáng trực, có cây tử bên trong. Cây này gọi bốn mặt mặt nhau cũng được, với tác giả bày bốn mặt giống nhau. Nếu đây gọi là mặt tiền bởi vì cây tử ở bên trái phải, cành thứ nhất là một bông, cành thứ hai ở đằng sau gồm có một bông, hai bông, ba bông, bốn bông, năm bông. Cành thứ ba đằng trước có một bông, hai bông, ba bông, bốn bông. Bông thứ nhất, bông ngoài cùng để ông tưới. Cành thứ ba gồm có hai bông và một bông ngọn. Cây khá đẹp, quẻ toàn bộ bốn mặt. Cây được đấy, khá đẹp, trong cân đối đẹp thật, cân bằng hài hòa. Chỗ họ thì viết xuống, chỗ dưới viết xuống, chỗ trên thì kéo lên, cành nâng lên, cành hạ xuống rất đẹp.